Chào tất cả các bạn nhá. Video này mình thử cứu cái máy massage này xem có được không? Không rõ là máy massage chân hay gì nhá. Mình sẽ cố gắng tìm cái tựa đề, cái model nó, tựa đề video ấy. Cái máy massage này thì thực tế là mình đã bó tay rồi. Nguyên nhân của nó là như này nhá. Có một bạn đem cho mình hai cái nồi cơm nội địa này, hai cái mình đều bó tay, đều chết vi xử lý. Bạn ấy cũng là thợ đấy. Và một cái này. Thì cái này thì hôm nọ mình đã làm một lần rồi, nhưng mà sau đó mình quay về là chết một chân chức năng của một con vi xử lý, dẫn tới là mình cũng bó tay. Nhưng hôm nay vừa hôm qua mình có sửa một cái máy massage chân mà nó có cái đảo chiều động cơ bằng gele, nên mình đang có ý định là mình sẽ độ nó bằng gele nhá, cho giống cái máy massage mà hôm qua mình có làm. Nên hôm nay mình lại bắt đầu bỏ thời gian ra mình thử làm lại xem có được không. Tóm lại là mình đã bó tay rồi nhá, nhưng hôm nay mình lại có một cái hướng khác, nó là thử độ gele thay thế cầu hát. Tóm lại cái mạch này là nó sẽ có một cái motor, nó sẽ chạy ngược chạy xuôi, motor DC chạy ngược chạy xuôi, thì là nó chạy ngược chạy xuôi là thông qua cầu H, thông qua bốn con móc phét, hai con kênh L và hai con kênh P. Và cái mạch này là nó chết hai con kênh P. Hai con kênh P rất khó kiếm luôn các bạn nhá. Và đặc biệt khi nó chết hai con kênh P đấy và nó chết một chân chức năng nữa luôn mọi người ạ. Nó sẽ có bốn chân chức năng điều khiển bốn con móc phét cơ, chứ không phải là chỉ là hai chân đó mọi người ạ. Nên do đó mình đang có ý định là chỉ sử dụng hai chân thôi để điều khiển hai con dơ le để có thể đảo chiều được động cơ nhá mọi người nhá. Vì cái nguyên bệnh của nó mà bạn này đem đến ấy, thì là cắm điện ạ. À đặc biệt nhá, mình có để ý rồi đấy, là con này ấy, là nó là điện 100 nhưng mà chúng ta cắm 220 ok, bởi mình đã xem được cái mạch điện của nó là nguồn 24V, nguồn xung 24V chạy trực tiếp 220 được. Đây nên mình có cắm 220 trực tiếp cho chúng ta tham khảo luôn nhé. Tí nữa cho mọi người theo thông số. Bởi vì mình đã tháo ra mình đã biết được là coi nguồn xung đấy là chạy trực tiếp 220 được chứ không cần cắm 100 nhá. Đây mình đang cắm 220 này. Đấy, cắm nó lên đèn này nhưng bật thì nó nhấp nháy đèn bởi vì là nó bị quá tải và nó ngắt, nó bảo vệ. Mình có on này. Đó, nói đấy, bệnh của nó y như này nhá. Bệnh của nó chính xác là như thế và mình đang cắm trực tiếp là 220 nhá. Thì khi mình đem đến mình ấy, thì cái bạn này có kiểm tra nguồn, kiểm tra cái adapter nguồn đấy, đã hàn PC, đã làm trên cái đường FB rồi, hàn trên cái adapter nguồn từ 100V ra 24V, chứ bạn ấy nghĩ là hỏng cái khối nguồn đấy, nhưng không phải, mà mình kiểm tra là hỏng phần điều khiển chứ bộ nguồn đấy là không sao cả. Và khi bật như thế nó đưa lệnh ra và nó chạy và bị chập tải dẫn tới cái mạch nguồn nó ngắt, dẫn tới là nó sẽ nhấp nháy cái đèn như thế và nó còn chết một con IC nữa cơ. Và đây cho chúng ta tham khảo về cái model cũng như là cái điện áp chạy của nó nhá. Đây. Cái này là của nội địa Nhật mà. Máy massage chân hay máy massage gì bây giờ Việt Nam nhiều cái đồ ấy lắm. AC vào 100V thôi, 50W nhá. Nhưng thực tế là mình đã xem cái adapter của nó ấy, là cắm được 220 bình thường nhá. Mọi người ạ. Do đó mình vừa mới cắm thử 220 đấy mọi người nhá. Đây mình sẽ tháo ra cho chúng ta tham khảo. Hy vọng là sẽ sửa được cái này cho bạn đấy, bởi vì bạn nên đem ba thứ lên mà mình đều không sửa được. Thực ra một cái nồi cơm nội địa National mình thấy nó lát quá rồi nên mình cũng không động, chứ không phải là mình không chưa sửa, mình không sửa. Mà một cái bộ nữa thì mình cũng đã làm video đấy, đó là mất nguồn thôi, cuối cùng cắm nhầm thôi mà mất nguồn. Bạn ấy sửa kiểu gì, bạn nối tắt kiểu gì hay nó đập chết cả vi xử lý trên vỉ mặt rồi nên nó chả làm gì nữa cả. Còn con này thì thấy cái phần điều khiển thì bạn ấy không động, nhưng mà là mình là người động nhá. Bạn ấy chỉ động khối nguồn thôi. Đây này, khối nguồn nó ghi rõ đây này các bạn này, nó ghi rõ là 24V 2,5A này nhá mọi người nhá. Sản xuất năm 2017 này. Và mình có bóc cái này ra mình xem đấy, thì con tụ lọ của nó chịu điện áp là 400V 100mi này. Và cái mạch này của Chila sản xuất thôi, nên do đó mình vừa cắm trực tiếp 220 ok đấy, nó không có ZNR bảo vệ gì đâu các bạn nhá, cắm trực tiếp 220 được luôn. Nhưng con này về Việt Nam mà không cần đổi điện cứ cắm được luôn. Hôm nay hy vọng là sẽ sửa được cho bạn này, ít ra sửa được một cái để còn giả người ta nhé. Đem ba cái lên mà không sửa được cái nào. Đó, mình sẽ cho mọi người tham khảo cái bò nhá. Con này mình sửa cách đây khoảng tháng hơn tháng rồi nhưng mà không sửa được. Nên mình điện cho bạn, định mới điện cho bạn đây trả đấy. Nhưng vừa hôm qua sửa
sửa một cái mà mình sửa mình thấy nó đảo chiều bằng dơ le nên mình bảo là nó chết một chân rồi mà chân kia ok thì có khi này lại cứu được nó nhá. Tóm lại là độ mạnh để xem có được không. Thì nói qua về cái mạch này một chút để cho mọi người hiểu đã, sau đó mình sẽ đi và mình làm. Con này con mờ su lập trình nhá. Con này nó sẽ chạy nguồn 5V các bạn ạ. Thì chúng ta sẽ nhìn này, đây là nguồn 24V vào nhá. Nguồn từ cái adapter kia kìa, nó vào là dương ở đây và âm toàn mạch ở đây nhá. Nó được con nọc của con tụ này này. Nhá, 35V 2200mA nhá. Thì cái nguồn dương của nó này, nó sẽ đi tới một cái mạch nguồn xung búc DC-DC, nó sử dụng con IC là MC34063. Rất thông dụng ở trong các cái gì liên quan đến mạng nhỉ, modem mạng rồi các thứ đấy các bạn ạ. MC34063 nhá. Thì con này đấy, con IC này này kết hợp quận L này, video này và một vài linh kiện nữa ấy, nó sẽ hạ từ 24V ra 12V nọc trên con tụ này nhá. Thì cái nguồn 12V này nó để làm gì? Nó sẽ đi qua con 7805 này này để nó hạ ra 5V đây. Vào chân 1 này. Giữa là chung này, 3 ra đây nhá. Đấy, 3 nó ra đây này, tụ nguồn 4 này, tụ lọc nguồn này. Đấy nhá. Nó sẽ tạo ra một cái nguồn 5V này để nuôi cho con mờ su này chạy nhá. Đồng thời thì cái nguồn 12V này nó đưa ra để nó kích, nó là cả tạo kiểu như khối driver để kích hai con MOSFET nhá. Còn hai con MOSFET thì là một kinh, nó kích hai con MOSFET kinh N. Còn hai con MOSFET kinh P thì nó không cần cái đường nguồn 12V này mà nó đã phân áp và để khóa, sau đó là được dập mát là nó mở luôn. Các bạn ạ. Thì cho mọi người thông số MOSFET mà nó chết mình không làm ăn gì được này. Nó chết cả hai con rồi. Và chết thì hai con tại sao mà nó lại không bị chập? Tí nữa mình sẽ phân tích cho chúng ta tại sao nó không chập. Mình đọc thôi chứ không nhìn được nữa nhá. Con này là hai con này là hai con kênh kênh P này. Có mã là 110N8F6. Như vậy là nó là 110V. À 110A 80V hay là bao nhiêu V đấy các bạn ạ. Còn con này nhá là UTC rồi là UTT25P10N. Thì con này là 25A 100V nhá. Hai con này là hai con kênh P khó kiếm kinh khủng luôn đấy các bạn ạ. Hôm nọ mình có test thử, mình có độ thử cái con IRFZP24 ở trong máy hàn vào ấy, thì là nó không chạy được. Bởi vì nó đã chết sự một chân chức năng của cái con điều khiển con này rồi. Đây là chết chân chức năng này nó như nào, đây là mình sẽ đo thử cho chúng ta là chúng ta sẽ biết là nó chết nhá. Tóm lại là như này này. Cái dây này đứt đến nơi đây này, chờ mình một chút. Cho mọi người dễ hình dung, mình đã vẽ ra cho chúng ta hiểu nhá. Hai con kênh P ở trên nhá. MOSFET kênh P mà dòng chịu dòng cao được ấy, thì rất khó sản xuất, do đó mà nó rất là kia khó kiếm các bạn ạ. Như con này đấy, nhà sản xuất họ chỉ dùng con là 25A 100V thôi các bạn nhá, dòng chạy từ S sang D. Còn con dưới thì tận 100 mấy, kênh P thì quá nhiều các bạn ạ, nhưng mình cũng không có. Nhưng chúng ta sẽ nhìn này, nó mạch nó chạy như này nhá. Tóm này nó mở chéo nhá mọi người nhá. Thì khi mà cái nguồn 24V ấy mà nó đổ từ S sang D này, nó sẽ chảy như thế này. Thì tương đương bên này là dương, bên này là âm. Và đi con này sẽ mở, tức là hai xung sẽ làm cho con này mở để đi về âm của 24V thì motor sẽ chạy theo chiều như thế. Còn nó muốn lật lại cực tính ấy, thì hai cái này khóa, gọi là cầu hát mà, thì hai con này mở. Thì cái nguồn dương đây ấy, lại đẩy như thế này, như vậy là bên này lại là cực dương của motor nhá. Nó có một con điện trở chống chập, khi chập nó nóng lên và nó tách ra, mình cũng vẽ đây này, con vàng vàng ấy các bạn ạ. Nhá mọi người nhá. Thì đây chính là cho mình sẽ dò cho mọi người về cái đường đi của nó, chúng ta sẽ hiểu trên mạch nhá. Đây là dương 24V nhá. Nó sẽ đến chân S này, nó đổ từ S sang D nhá. Giả sử nó là con này đi nhá. Nó đổ từ S sang D này. Từ S sang D đi tới đây này. Đi tới đây, đi qua con điện trở nhá. Như vậy là con điện trở thôi thì vẽ bên này đi, nó là con này đi cho chúng ta nhìn cho nó đỡ bị nhầm nhá. Đi từ S sang D này, đi qua con điện trở mình đang vẽ đây, nó tóm lại nó là không ôm đi. Và đây là dương nhá, đi sang bên này và sau đó đi qua cái dây gì tới đây nhá mọi người ạ.
và sau đó nó sẽ đổ từ D này sang S này, S đây nhá. Đấy, từ D này sang S này. Sau đó đi qua dây gì để về âm. Nhà kín mạch như vậy là chúng ta sẽ thấy nó chạy như thế nhá. Đến nửa chu kỳ đến nó muốn đảo cực tính ấy, do con MSU nó quản lý này. Thì bọn đấy khóa thì bọn khác, con khác sẽ mở thì nó sẽ lật lại cực tính nhá. Nguồn dương 24V ở đây. Nó đi qua cái dây gì này nhá. Mọi người nhá. Nó sẽ mở tại từ S sang D của con tra của con kênh P này nhá. Từ S sang D này, đấy. Từ S sang D này, đi qua cái dây gì vào bên này, như vậy là bên này ta sẽ là thu là dương rồi. Dương nhá, đi sang đây, đi qua điện trở, đi về đây và sẽ được mở từ D sang S của con này. Cũng qua cái dây gì này để về âm của nó. Tóm lại là mình vẽ không sai đâu, mình vẽ không sai đâu, nhưng để mở được thì nó sẽ như này nhá. Chúng ta sẽ thấy có bốn xung này. Bốn chân luôn này. Thì với con hai con ở trên thì nó hai con ở trên nó mở đơn giản hơn. Nó thiết kế đơn giản, mở đơn giản hơn, đó là như nào? Tức là cái nguồn dương này. Giả sử con này nha, cái nguồn dương ở chân chân S này này nha. Mà chính là 24V, đây là 24V từ con tụ này. Nó được phân áp qua con 103 này. Phân áp 103, phân áp qua một con điện trở đi qua con điện trở 510 ohm nữa là đi vào. Làm ở đây điện áp cao nó sẽ khóa lại nhá. Và muốn mở nó thì là điện áp đưa tại chân số 1, mình cứ giả sử là pin lệnh ở có 3 lệnh, có 4 lệnh. 4 chân khác nhau của vi xử lý, không phải là chân 1 2 3 đâu nhá. Mình có 4 lệnh là lệnh 1, lệnh 2, lệnh 3, lệnh 4 để điều khiển nó. Thì giả sử muốn mở con trên ấy, thì là đây sẽ xuất ra mức cao thôi. Nó sẽ cấp vào đây là con quy số LPN nhá. Con chăn số nhá, để tí mà mọi người cho mọi người tại sao mình bảo là con chăn số. Thì nó kích vào đây, nó là con này mở từ C sang E, như vậy là cái nguồn dương 24V đổ vào đây để khóa nó lại, nó đã bị kéo về mát hết. Thì dẫn tới là con này không có điện áp nữa. Thì dẫn tới là nó kích mở con này luôn nhá, nó mở kiểu như thế, và bên này y như thế. Nhưng để mở con dưới thì lại khác một chút nhá. Mở con dưới thì nó lại như này. Mà ở chế độ chờ bình thường ấy thì là con dưới thì đã phải đưa điện áp dương vào đây thì nó nở mở. Đó là kênh N mà. Đấy, chúng ta sẽ hiểu. Phải hiểu được linh kiện trên mạch là con nào là con kênh P, con nào là cái kênh N, con nào là con chan to N ngược, con nào là con chan thuận nhá. Đây là móc phét nhá. Thì phải có điện áp dương đây thì nó đang khóa là như này này. Là nó có con 472 là 4,7K đưa điện áp khóa lại. Khóa tích, gọi là khóa tích đấy nhá. Có tóm lại là điện áp cân chân G được khóa tính con này. Thì nguồn 12V là thông qua cái mạch mà mình vừa bảo mạch bút này này nhá. Nó sẽ đến chân E của một con chăn số, cũng là chăn số nhưng con này là con chăn thuận nhá. Và có con 10 và 10K đưa điện áp dương vào cực B của nó để nó khóa lại. Vì khi nó mở ấy, thì tóm lại khi nó mở ấy, thì cái chân điều khiển ấy cũng đưa xuất ra điện áp cao đây. Làm một con chăn số này mở từ C sang E để kéo mất cái điện áp của nó lại. Thì tương đương với nó sẽ đổ nguồn 12V đưa vào như này để nó mở. Đấy, chúng ta sẽ thấy là mở con chăn thuận thì nó đơn giản hơn so với mở con chăn ngược. Nó thiết kế như vậy và nó đẩy nguồn 12V chứ không phải đẩy nguồn 24V nào nhá. Đây này, mình sẽ dò cho mọi người một đường để cho mình biết. Mình còn tháo ra để mình xem nhá. Dương 12V ở đây nhá. Nó sẽ đi vòng vòng này, nó sẽ đi tới chân E này. Đó. Tới chân E nhá, 12V tới chân E nhá. Đây là B này, C này, E này, nó đổ từ E này đi sang C này. Nhá mọi người nhá, và đi tới đây này. Thì bắt đầu nó sẽ đi qua con điện trở 551 để ấy đấy. Còn đây là con 472 khóa tĩnh này, về mát. Đây là dây gì về mát, mát toàn mạch nhá. Dây gì 472 này. Y như thế nhá. Và tiếp theo này, có một con 10K tại 12V này. Phân áp vào cực B để khóa nó lại. Đó, vào cực B khóa nó lại. Và đến vào cực B của nó rồi thì nó đi vào cực C của con Q2 này. Đấy, chân C này. B, C, E này, đổ từ C sang E để mát toàn mạch đây. Đây là mát toàn mạch nhá, dây gì to tướng đây này. Nhá. Đó, mạch nó thiết kế như thế đấy. Thì cái con này nó đảo cực tính là thông qua là dùng cầu H chạy 4 con móc phép. Còn vừa hôm qua mình sửa ấy, là đảo motor ấy, là sử dụng là tiếp điểm thường đóng thường mở của hai con dơ le. Thì bạn nào mà xem video hôm qua các bạn đã hiểu rồi, thì hôm nay mình sẽ đang ứng dụng cái cụm này. Thì như vậy là chỉ cần hai lệnh thôi nhá, hai lệnh điều khiển cho hai con dơ le thôi, thì không cần bốn lệnh nữa. Thì đây này, mình cho mọi người tham khảo là tại sao mình lại bảo là tận bốn lệnh và nó là tại sao nó lại là chăn số đấy. Nhìn mạch phải hiểu được mạch đấy các bạn ạ.
Cái này mà chúng ta không hiểu thì chúng ta không làm được và chúng ta không có phương pháp. Con này rất củ chuối, đó là chết chân chức năng rồi nên mình loại bỏ, mình không sử dụng mà. Cụ thể là khi nó chết hai con này này, hai con kênh P nhá, nó đập chết cả con này và đập chết cả con này, tức là nó đập chết con này và nó đập chết con này. Và đặc biệt đấy là trong hai con đấy chính là cái con ở chân này này, là nó đưa vào nó làm chết chân chức năng của con đấy, của con này rồi, nên mình bảo mình bó tay. Hôm nọ mình bó tay thì đây nhá, mình dò cho mọi người nhìn này, cái chân này nhá, cực B chân này nhá, nó đi như này, nó đi như này này, đó, nó vào cái chân số này. Chân số này mình đang ghi nó là sân số 2 nhá, là lệnh 2 nhá mọi người nhá. Và chúng ta thấy là từ nguồn con này chạy 5V thì đẩy nguồn 5V ra thôi mà nhá, 5V ra. Nhưng mà bên chúng ta sẽ hiểu con chăn số nó sẽ như thế này nhá. Mình vẽ cho mọi người tham khảo con chăn số này. Có thể nó sẽ như thế này. Cả cái cụm như này nhá, thì đây là C, đây là E, còn đây là B nhá. Đó chính là con chăn số mình vẽ đây này. Nó có hai con điện trở bên trong luôn. Nên do đó mình đo thông mạch sẽ không đo được, mà mình phải đo thang đo 10K thì mình mới đo được nó nhá mọi người nhá. Chăn số nó như thế. Do đó ấy, là cái nguồn 5V ra đây, 5V đưa thẳng cực tiếp trực tiếp vào cực B con này, nó được hạn vào con nội trở trong này, này mọi người nhá. Nên do đó nó không chết, chứ nếu mà nó là chúng ta thay con chăn thường ở đây ấy, thì 5V ra phát về mát hết luôn, có khi là tụt nguồn chết chân chức năng của IC luôn đấy các bạn ạ. Quan trọng khi chúng ta hiểu mạch, nhìn mạch đấy. Đấy, những video mình chia sẻ là mình nhìn cho mạch và mình hiểu được như nào, và mình đang nói rất nhiều, rất dài để cho chúng ta hiểu về bản chất đấy nhá. Thì đấy là chân này. Thì tiếp theo cái chân này cũng thế này. Nó đi như này nhá, nó đi vòng vòng vòng, nó đi qua con không ôm này này. Đấy, nó đến chân này hay đến chân này, tóm lại đến chân khác nhá. Đồng thời những cái khác cũng, con khác cũng thế, nó có 4 chân. Và đặc biệt là chân này chết này. Chân mình bảo chân này đang chết này. Đây là mình đo cho mọi người tại sao mình biết nó chết này. Nó chết chập rồi. À, mình đang kênh cực B con này lên, kênh cực B con này lên, tức là mình đang kênh cái cực B của con này lên này, kênh BE của con này, kênh BE con này. Như vậy là cái hai chân chức năng này đang không nắp dính vào trên mạch bên kích bên ngoài nhá. Nhưng mà chúng ta sẽ nhìn này. Nó phải đeo đo, nó phải giống nhau ấy, nhưng mà nó khác này. Đây nha, cái chân chết đấy nhá. Chúng ta thấy kim nó lên kìa. Nhá, còn cái chân sống này kim nó không lên, các bạn thấy chưa? Đó, do đó mà nó dẫn tới là mình thử không làm gì được. Thực ra ấy, là mình nắp hết vào, mình cho chạy thử ấy, thì nó chạy được một tí, nó chạy được một chiều, sau nó đảo cái chiều ngược lại cái thì lại chập lại. Các bạn ạ, mình chết mất một con IRF IRFP hay IRFZ24 ấy. Nó chỉ có khoảng có 14-15A thôi, nhưng mà thử để test không tải nó vẫn chạy được các bạn ạ. Tóm lại là hôm nay mình sẽ lấy hai lệnh thôi, để mình sẽ điều khiển hai con dơ le và mình sẽ độ chế nó để xem có khắc phục được không nhá. Và video thì dài, cái hướng thì mọi người đã hiểu được mạch như này rồi, nó có 4 lệnh thì bây giờ mình chỉ cần lấy hai lệnh thôi để xem có điều khiển được không nhá. Thì hai cái lệnh đấy nó sẽ điều khiển hai con dơ le là như nào. Mình đang không có con dơ le 24V nên do đó mình sẽ dùng dơ le 12V. Và dơ le 12V thì mình sẽ ăn lấy tải luôn của con này nhá, tải luôn của con này này. Bởi vì nó đóng không phải đóng đồng thời hai con dơ le cùng lúc, con này đóng con kia thì tải nó cũng nhỏ mà. Và con này cũng chết nhá. Khi nó đập chết hai con này không hiểu sao là con IC này cũng chết. Nó chết là như này này, nguồn 24V ở đây này. Chạy thẳng lên đây luôn. Mọi người nhá, đấy đo chập luôn này. Nên mình có đo đây, rõ ràng đây, đo đây là thực ra là hôm nọ mình đã sửa rồi, mình đã lấy con MOC ở đây mình nắp sang nó ra 12V chuẩn rồi, nhưng mà nó đích được nên là mình lại nắp trả lại hết, mình định giả người ta đấy. Nhưng hôm nay thì lại phát hiện ra một cái kiểu nữa, một cái kiểu là đảo chiều động cơ thông qua bằng hai con dơ le tiếp điểm này, nên mình đang có ý định là làm như này cho nó đơn giản nhá. Còn bạn nào muốn xem cái video này mình làm như nào thì mình sẽ tìm để một bình luận nhá, cho các bạn nào chưa xem nhá. Mình đang tiến hành làm nhá, và khả năng là không phải là chân này chết mà chân này chết mới đúng các bạn ạ. Nó chết một trong hai chân mà, bởi vì chúng ta sẽ nhìn này. Mình đo mát ở đây nhá, mình đang kênh hết 4 chân không lơ lửng hết nhá, 4 chân điều khiển ấy là đang không dính cái gì nhá, mình đo này. Chân này thì ok này. Thì nó lên được tầm khoảng số 5 nhá. Chân này này, chết, không lên gì cả, chết đứt rồi. Chết chức năng bên trong rồi. Chân này cũng lên đến số 5 nhá, chân này. Như vậy là 1 2 3 cái ok, nhưng cái chân này bị chết rồi. Và hiện tại mình đang có ý định mình sẽ làm như này này.
mình lấy hai chân chức năng điều khiển hai con kinh P này, à hai con kinh N này để điều khiển cuộn hút của hai con dơ le nha mọi người nhé. Tóm lại là vẫn để yên hai con móc phét đấy, mình đang tháo những con móc phét khác ra mà, đó tháo con này ra vẫn để nguyên hai con móc phét này, và chúng ta sẽ nhìn nó như này nhá, là cái nguồn 12V nó sẽ như này này. Tất nhiên là mình sẽ tách khỏi mạch nhá, không để như này đâu. Là cái nguồn 12V này này, nó sẽ đi qua cuộn hút của dơ le đến chân đê của này nha, có diode dập xung ngược. Đấy. Các bạn ạ, để đi vào chân đê này, để ví dụ như là lệnh chân số 4 đưa ra thì sẽ mở nó. Tất nhiên là lệnh này có lệnh này ở đây thì có đây, nhưng ở đây có chết thì cũng ném đi rồi. Để nó mở, để đảo y như các bạn xem video kia, các bạn sẽ biết mình phân tích đảo như nào. Video này thì mình không phân tích đảo cái này nữa, rất là đơn giản thôi, đơn giản hơn rất nhiều so với cầu hát nhé. Mình sẽ lợi dụng chính con móc phét này là khi nó thông ấy, để sẽ tạo con hút để đóng con dơ le luôn. Bên này cũng sẽ làm y như thế, chỉ cần hai con dơ le thôi các bạn ạ. Vừa mới lấy con IC ở đây lắp sang đây rồi để tạo ra nguồn 12V rồi nhá, sẽ làm như thế và để nguyên cái cụm hai cái cụm phần chân mà nó có đệm như này này, còn cái cụm kia thì tháo bỏ hết nhá. Cũng ra gì phết đấy các bạn ạ. Các bạn để ý nhá, mình đang cấp 24V cấp nguồn thôi, nó ăn về tầm như này thôi, 0,5 đến 1A là cao nhất thôi. Như khi nó đảo chiều này, đó, đấy, nó đảo chiều đấy các bạn ạ. Nó đảo chiều ok. Các bạn không nhìn nữa, tí nữa mình sẽ hoàn thiện tất cả để cho chúng ta tham khảo. Đang test là khi nó đã chạy thôi. Đây là bo mạch đây này. Đây này, ngửa lên cho chúng ta đang nhìn là nó đang chạy nhá. Đấy, cái này nó quay này, cái kia nó đi lên nơi xuống này, nó có con motor 24V ở đây này. Nó đảo chiều này. Dừng này. Đó, quay chiều ngược lại. Nó có cứ hành trình nhá, và khi độ ấy thì mình phải hiểu được cái dòng chảy để nó cấp đường dương bên nào, đường âm bên nào, nên chúng ta mà đảo đấu lộn ấy thì đáng nhẽ đi lên thì nó phải cứ hành trình nó biết để nó cho quay ngược lại, nhưng đi lên thì nó lại là cứ ở dưới thì lại ngược nhá mọi người nhá. Nên cái vấn đề này là độ chế này, chúng ta phải am hiểu mạch thì chúng ta mới biết độ chế. Và hiện tại là mình đang test nó thôi, còn chưa lắp, chưa rửa mạch, chưa gì đâu, để test xem nó có chạy không mà. Như vậy là chỉ cần hai lệnh là ok. Ngược lại này. Đó. Nó có nhiều chế độ chạy mà. Chế độ gì nữa đây này. 3 chế độ. Còn cái này thì mình không biết là cái gì. Cái này là chắc là cái tắt. Đây là tắt hoàn thiện. Ở đây là bật chế độ gì ấy. Có nhiều chế độ chạy nhá mọi người nhá. Đó, như vậy là cuối cùng cũng ok nó các bạn ạ. À đây là tắt các bạn ạ. Còn đây là chạy 3 chế độ này. Các chế độ chạy này. Đấy, còn đây là chế độ chạy gì đó nữa này. Dừng luôn à. Ô, chế độ gì đây? Không biết, mình bấm sang cái chế độ gì nó không chạy thôi, chứ không phải là nó hỏng đâu các bạn ạ. Bởi vì theo kiểu tiếp điểm dơ le này có khi nó lại còn an toàn. Nó không bị trùng dẫn mọi người nhá. Không bao giờ xảy ra trùng dẫn. Ok. Đây cho mọi người xem mạch của nó. Đây là đang thử nghiệm thôi mà mọi người. Các bạn chờ mình đang tháo nó ra nhá. Hai con dơ le. Và mình cẩn thận, mình ấy cũng không nóng đâu. Cái con IC ở đây này, mình có lắp vào thì con IC mình tháo nọ, mình tháo ra, mình chả biết mình vứt đâu rồi. Còn con IC vừa lấy mình nắp ấy, là con IC nó, mình lấy từ cái bo ra, nó cũng là IC chết, nó ra tận 22V nên mình cũng bỏ luôn. Mình chơi cho con ổ nắp 7812 nhá, 7812 ra pan là nó anh kinh. Giờ này không thể tìm được con 7812 nào. Không còn nữa. Nên là vừa phá ở trên cái bo máy công nghiệp này này,
máy này vứt, bò này vứt này, 7912, 7812. À, lấy đầu lấy con này thì tưởng là 78, cuối cùng nhìn kỹ hóa ra là 79, hay là cuối cùng tháo cái này là 7812. Tháo từ bò máy công nghiệp ra cho nó xịn. Và cẩn thận là nó hạ từ 24V nhá xuống 12V nhá, nên do đó mình chơi cái miếng nhôm này cho nó tản nhiệt cho nó thôi. Nhưng tóm lại là nó chịu tốt các bạn nhá. Phần nguồn nó bị ăn tải nặng hơn một chút. Bởi vì MacBook thì là nó sẽ hiệu suất nó cao hơn so với tuyến tính đấy mà. Thôi kệ thôi, nó vẫn chạy được là được. Còn ngon là khác đấy các bạn ạ. Thì chúng ta sẽ nhìn này nhá. Hai con dơ le này nhá. Thì đây là cuộn hút này. Từ đây sang đây là cuộn hút này. Từ đây sang đây là cuộn hút này. Nhá. Và tiếp điểm của nó đây là tiếp điểm đi ra motor này, tiếp điểm ra motor này nhá. Đây là tiếp điểm thường đóng. Đây là tiếp điểm thường đóng. Và khi mà táo này là ở chế độ chờ khi mới ghi cắm điện ấy, thì là hai đầu motor này, hai đầu ra motor đều được cấp 12V, dương 12V ở đấy, nhưng mà chưa con nào được, chưa chân nào được đấu với mát cả. Thì khi có lệnh mở ấy, thì là đang hai chân này đang là 12V nhá, thì cái chân này được quận hút này được cấp điện được gạn, thì nó lại đóng cái chân này về cái vị trí chân này, tức là nó sẽ tách cái nguồn dương ra, thì đổ sang cái nguồn 12V. Như vậy cái chân này dập về mát, đây là mát toàn mạch. Thì như vậy là cái chân còn lại bên cạnh thì nó vẫn là giữ 12V, thì nó đã đảo ngược đảo xuôi y như cái sơ đồ mình vẽ kia kìa mọi người nhá. Nên câu khá là dễ, chả có gì khó cả, đơn giản cực kỳ luôn. Và mình đang lợi dụng là chính là hai con MOSFET còn sống để là tạo lệnh cho nó. Thì đây sơ đồ nó sẽ ở trên như này. Đây là cách đảo chiều của nó này, y như mình vẽ nhá. Chúng ta xin nhìn mình đặt như này nhá, thì là đây là tiếp điểm lấy ra này, đây là tiếp điểm thường đóng. Ở chế độ bình thường là đây và đây đang dính nhau nhá. Và khi cuộn hút được cấp điện ấy thì là nó sẽ không ở đây, nó không dính vào đây nữa mà nó nhảy sang đây nhá, y như cái mạch kia. Có cái dơ le này, mình dơ le mình mua trên thị trường chả biết nó có bền không, nhưng mình nghĩ nó có 1A thì chắc là vẫn bền. Nó không dùng được 15 thì nó dùng được 35 thôi các bạn nhá. Thì đây, nguồn dương 12V chúng ta giả lập đây là dương 24V, giả lập dương 24V ở đây nhá. Còn là cái mạch này nó chạy điện nó 140V DC. Nó sẽ đi tới tiếp điểm này, đi tiếp điểm này và nó đã đóng sang đây rồi. Như vậy là hai cái đầu này đang là đều là dương 12V cấp cho nó, thì motor sẽ không chạy mà mọi người nhá. Thì khi mà mình sẽ phân tích dòng chảy là khi mà bên nào dương bên nào âm ấy, thì giả sử như là bên này muốn dương ạ, thì con dơ le này không được đóng, không có lệnh đóng con dơ le này, mà là con dơ le được lệnh đóng thì như tương đương với cái chân này đang ở nối 12V ấy, nó lại dập phát sang bên này luôn, đóng sang bên này luôn, bởi cuộn hút được cấp điện dập sang bên này. Thì như vậy là cái con này không được cấp, không được cuộn hút, không được cấp điện, thì 24V nó đi như này, và nó đi không phải đi sang đây nữa mà nó đi sang đây đó để nó về âm 24V là ok. Thì cũng như lật ngược này nhá, còn hút được bên này cấp điện ấy, thì lại 24V nó lại đưa như này, nó đã lật lại cực tính rồi và nó không phải đi sang đây nữa mà đi sang đây để nó về âm 24V. Thì với cái chế độ như này ấy, thì có hai con dơ le cùng đóng thì nó lại nhảy sang đây, nhảy sang đây thì nó là cùng âm cấp vào để trả sao, còn chế độ là cùng cấp dương trả sao, nên do đó mà không xảy ra hiện tượng bị trùng dẫn như cầu hát nhá. Chỉ qua là cái tiệm đóng mở thì nó sẽ mua ve lâu năm thì có thằng dơ le và nó kêu tạch tạch thì nó không chạy ê ấy như MOSFET cầu hát thôi nhá. Thì đây diễn bản của nó thì như mình vừa vẽ đâu ấy nhỉ, đây này như này nhá, thì mình đã chế như này. Đây mình nói cho mọi người trên mạch này đâu nhá, còn đâu để độ chế trên kia thì là mình sẽ đấu đúng như này thế luôn nhá. Cụ thể là trong hai chân trên thì có chân này chết, chân này ok nhưng bỏ. Chúng ta sẽ sử dụng hai chân ở đây và đây thôi để điều khiển hai con dơ le nhá. Thì như mình nói rồi nhá, cái 12V này được tới qua cuộn hút thì cái tiếp điểm nó ở đây nhá, cái tiếp điểm đấy đó, cuộn hút tới chân D mình cắt rồi, đây này, cắt đây này, chân D đây là mình đã đứt ở đây đi nhá, đó, chỉ đứt đây chân D đâu thôi. Và nhìn chúng ta sẽ nhìn này, cái nguồn dương 12V đây nhá, đi tới đầu này đi sang bên này, đến chân D của nó, đi sang đầu chân D của nó, diode dập xung ngược, dập xung ngược đó, đến chân D, tức là đã đến chân D rồi. Và cái đoạn này mình đã cắt bỏ rồi mà, thì nó chảy từ D, khi con xung kích nó chảy từ D sang E đấy, thì kín mạch để có cuộn hút để tiếp điểm đóng đấy. Mình đã dò làm sao cho chuẩn, như vậy là cái mạch này bây giờ ấy, là lệnh điều khiển của hai
chân G của hai con móc hack kênh N là giết bản nhá. Còn hai con chân này thì có một con chết rồi, lém bỏ và dùng lợi dụng tiếp điểm thường đóng thường mở của hai con dơ le để đảo cực tính bình thường. Và cái vấn đề là khi chúng ta mình phân tích dòng chảy này, chảy từ đây đi sang đây rồi đi con nào mở ấy, thì để mình biết được cái nào bên nào dương, bên nào đến âm ấy, để chúng ta sẽ biết được à chiều đi lên đi xuống nó ăn cứ hành trình đi về này. Nó có đường cứ hành trình đi về làm sao đúng. Đi lên trên là à, đã hết cứ rồi thì phải quay ngược lại. Chứ này đấu ngược âm dương này. Đáng lẽ đi lên trên nhưng motor chạy xuống dưới này, đóng cái cứ ở dưới thì nó lại chạy mãi thì nó gằn nó gì thì có ghi nó chả sao đâu. Con này nó sinh nhiệt và nó lại tách ra lại hoặc nó báo chập tải nha mọi người nhá. Đó mình đã đấu rất là nhằng cái này luôn. Và nó đã chạy trở lại trạng thái bình thường. Còn bây giờ thì tiến hành lắp lại hoàn thiện thôi. Rửa qua mạch chút, những cái này là bỏ đi này mọi người này. Dây là dây mình đấu thêm vào thôi mà để mình câu nguồn 24V ra đây mà. Và như mình nói luôn này, con này sửa xong mình còn hiểu được cái bản chất cái mạch nguồn xung kia nên táng vào 220 chứ chả cần cắm 110 nữa. Các bạn ạ, 100V nữa nhá mọi người nhá. Bây giờ là đổ một ít keo giữ để bởi vì chạy trong môi trường nó sẽ rung mọi người ạ. Cũng chả rung đâu mà mình giữ này nó chả sao. Thôi kệ đi, chả cần đổ gì cả. Nắp luôn để kết thúc video. Nói thêm chút về con ổ nắp tuyến tính 7812 nhá. Cái nguồn dương 24V này nó đi tới đây, mình đấu với dây di chạy thẳng thẳng đây tới đây rồi nhá. Và chân 1 này, ra chân 3 này, chân giữa là GND này để lấy mẫu này. Thì mình đấu qua cái dây con còng còng này cứ sẵn lấy rồi, đấu về mát rồi. Đó. Để nó tạo ra 12V, cái 12V này thì sau đó lại hạ ra 5V. Rồi là 12V đấy nó cấp cho cuộn hút của hai con dơ le này nhá. Lằng nhằng kinh khủng đấy. Đấy, nhìn như một mưa bong bóng nhưng mà kiếm đâu được con IC này để mà thay để làm có lệnh chuẩn. Lệnh đã chết chân chức năng rồi, nhá. Kiếm đâu ra. Nên sửa chữa thì chúng ta phải tìm cách khắc phục. Và đây là cái bài toán và chúng ta phải đưa ra được cái kết quả, tức là đáp án các bạn ạ. Đã lắp hoàn thiện nhá và chúng ta nhìn nhá, mình đang cắm trực tiếp 220 luôn nhá. Và con này ấy là ở chế độ chờ, à chế độ khi tắt ấy là nó không nằm như kia đâu. Chúng ta sẽ nhìn này, nó sẽ về vị trí chuẩn của nó này. Mình ghim điện là nó chạy luôn. Nhá. Mở mà, tay ra này, bấy ra này. Đó, đây là chế độ này, là chế độ là ở chế độ trạng thái nào kiểu gì nó cũng sẽ tắt, nó sẽ về như này. Mọi người nhá. Và khi mình bấm chạy này, đấy là mức 1, cái đèn đỏ trên cùng sáng nhá. Chế độ 1 này này, đèn đỏ trên cùng sáng này. Đấy, cuối cùng tưởng chết chân chức năng IC mà bỏ thì cuối cùng là vẫn có thể xử lý được nhá. Khi mà chúng ta am hiểu mạch ấy. Mình không rõ là mình làm cái video này mình chia sẻ cho mọi người có hiểu về cái bản chất thiết kế cũng như là mình thay đổi không. Bây giờ là chỉ cần hai chân chức năng thôi mà nó cũng đã trở lại trạng thái chạy bình thường. Cái này là cái massage chân hay sao ấy các bạn ạ. Và từ cầu H chạy móc phét thì bây giờ là thành chạy dơ le, hai dơ le. Mình tắt này nhá. Mình bật lại này, chế độ khác này. Nó chỉ có thế thôi các bạn ạ. Chế độ khác này. Nó có 3 chế độ. Đấy, cái chế độ này chế độ khác nhá các bạn này. Nó chạy đóng nhả lằng nhằng hơn này. Ái da, kinh chưa. Chế độ này không hay lắm, dễ chết dần tiếp điểm dưới này các bạn ạ. Thế kệ thôi. Nó tồn tại được bao lâu nó tồn tại, tiếp điểm còn lâu nó là hỏng bởi vì nó ăn có 1A thế mà. Đấy, kinh không? Ui rồi. Con tóm này là nó massage theo cái chương trình phần mềm mà mọi người nhá. Chế độ này, chế độ khi bấm như này là không chạy cái gì, nó về chế độ chuẩn là đúng như này nhá. Đây là chế độ 1 này. Nó lên xuống hết các bạn ạ. Hết cứ rồi quay ngược lại. Mình đoán là massage chân đấy, nó ép chân lại này. Cái này là cái bóng bóng mềm. Đó,
Và khi có chân kẹp này kiểu gì nó sẽ nặng tải hơn. Bà lấy đồ à? Đây chờ cháu. Thử lại tiếp nhá. Mình vừa có khách lấy đồ. Đấy, ghim điện là bắt đầu nó sẽ về vị trí giữa đấy. Đó là vị trí giữa là dừng nhá. Còn mức cái 1 là tốc độ 1 thì về thử rồi. Thì cái 2 thử xem nào. Đấy, cái 2 là cái nhả 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 nhả. Các bạn ạ. Với cái kiểu dơ le này thì nó không trùng dẫn như mình nói đâu nhá. Nó chỉ có nhanh mỏ hỏng tiếp điểm dơ le thôi. Và khi hỏng tiếp điểm dơ le thì nó sẽ chạy chập chờn hoặc là nó không chạy. Thì thay dơ le xịn là được các bạn nhá. Chứ nó cũng không thể nào thành ra bị chập cầu hát nổ và dẫn tới là bị chập quá tải được các bạn ạ. Con này do à đấy này, trước khi kết thúc này nói cho mọi người tại sao mà chết hai con mà. Đây nha, mình cố gắng nói cho mọi người nhá. Hai con này chết này thì chúng ta sẽ hiểu ấy là xương 24 vô đã tới đây rồi. Thì do đó mà cũng motor sẽ không chạy. Và khi mình bật chạy ấy, thì bắt đầu là con này mở hoặc con này cũng mở chẳng hạn. Thì dẫn tới là 24V đi ngược xuống âm luôn, thì dẫn tới bị chập tải và nó sẽ mạch nguồn nó ngắt đấy các bạn nhé. Đấy chính là như thế. Tóm lại nó chết hai con trên chứ không phải chết chéo. Nếu mà chết chéo thì cắm cái chạy luôn. Còn nếu mà chết con này và con này thì cắm cái là ngắt nguồn luôn, không lên cả nguồn luôn, bởi vì chập nguồn 24V rồi. Nó chết hai con trên này bởi vì hai con trên nó chỉ có 25A thôi, còn dưới tận 110A cơ thì còn lâu nữa chết. Thì tại sao mà ông sản xuất ông không lắp con trên tận 110A? Bởi vì để sản xuất được con móc phép kênh P110A thì nó phải bán nhà nó mới sản xuất được, bởi vì chi phí rất là đắt mọi người nhá. Chúng ta sẽ hiểu nôm na là như vậy. Chứ cái con này thì lại dễ, sản xuất lại dễ các bạn nhá. Vì nó non A quá nên dẫn tới mà nó mới dễ chết đấy các bạn ạ. Và khi bị xảy ra trùng dẫn hoặc bị tải nặng thế nào đấy nó chết luôn đấy. Đây là mức mức thừa 2 này, bây giờ mức tiếp theo mức cuối cùng để thử này. Tóm lại là chạy buồn cười nhé. Bóp bóp này. Đây, như này là đang bóp tay mình là tải nặng hơn đấy các bạn ạ. Tóm lại là sửa như này thì sau có một thời gian mà dùng nhiều thì hỏng tiếp điểm dơ le thì cứ thay tiếp điểm dơ le thôi. Và bảo toàn được cái chân chức năng mờ su các bạn nhé. Và qua video chúng ta sẽ thấy hỏng hóc nó sẽ rất là nhiều kiểu. Và chúng ta đo so sánh chúng ta sẽ biết được chân chức năng đã bị hỏng. Và để mà xử lý được nó ấy, thì chúng ta sẽ phải đưa ra một cái phương pháp là sao độ chế đủ các kiểu. Còn nếu không độ chế thì giả thôi. Coi như là rác thải môi trường nha các bạn nhé. Ôi còn video thì kết thúc. Chào các bạn nhé.